Cái shopping center này nó rất đẹp nha cả nhà. Không những nó đẹp mà nó rất sang trọng nữa. Thì ở đây là một cái tầng này là chưa phải lên lầu nha. Thì chúng ta sẽ đi tham quan ha. Đó, cả nhà thấy đẹp không? Cái kiến trúc rất là đẹp. À, rất đẹp nha. Bên dưới này có rất nhiều cái cửa hàng, nhưng mà giờ này thì họ chưa có mở cửa hoạt động. Rất đẹp ha, kiến trúc rất là đẹp, sang lắm. À, đẹp kia chưa? À, trên cái trần nhà rất là đẹp. Đây là cái cổng chánh mà hồi nãy Kim Phạm đi vào. Thì ở đây họ có để cái tour là cái tháp á, tháp á. Họ để cái tour S, tức là cái tháp hướng hướng đông. Và bên đây là có cái tour suite. Đây cái có cổng chánh đi vào. À, đẹp kia chưa? Bây giờ chúng ta đi vào trong nha. À, đẹp kia không? Rất là sang trọng. Vào những thập niên 1980 mấy, khi mà Kim Phạm và bà xã được bảo lãnh qua đây đoàn tụ gia đình, thì cái Complex de Jardin này được gọi là cộng đồng người Việt vùng Mont Blanc thuê để tổ chức chợ Tết hàng năm, tức là Tết Nguyên Đán cho người Việt mình đó. Thì thường thường đang thuê cái sảnh ở phía dưới này nè. Cả nhà thấy rất là đẹp không? Rất là đẹp, cách trang trí rất là hay. Kiến trúc siêu nào, design rất là đẹp. Bên kia là có hai cái thang máy mà thang gọi là cuốn cuốn đi lên đó. Thang bộ giữa bên đây cũng vậy. Thì những cái thập niên 80 mấy thì người Việt mình hay thuê nguyên cái phía dưới cái sảnh dưới này nè để tổ chức chợ Tết. Và có trình diễn ca nhạc nha. Đó, đó là những cái nét đại khái. Tháp này rất đẹp ha. Không hiểu cái gì. Một cách họ trang trí để coi rất là đẹp, rất sang. Ồ, đẹp kia chưa? Kiến trúc rất là... tại vì hôm nay Kim Phạm đi quá sớm, mới có 11 giờ mấy thành ra các cửa hàng chưa có mở cửa nha cả nhà. Đây, để có cái cầu thang bộ đi lên trên nữa nè. Đây, có cái bảng để Metro Montreal, thời tiết maintenance, tức là bây giờ đó. À, những ngày sắp tới là mưa, thứ nhật, thứ hai, thứ ba mưa hết. Đây có cái Winger Mode, giá cũng rất là phải chăng, cũng có nhiều đồ hiệu lắm nha. Chịu khó đi liệu đi vào lửa một chút thì sẽ gặp. Bên đây cũng có hai cái thang đi xuống về bên kia. Đây, có mấy cái cột à, cái cột chống à, khủng khiếp không? À, rất là vui ha, ở dưới là quán ăn nha, mấy cái restaurant nhỏ nhỏ, chợ bán vé số nữa. Wow, đẹp kia chưa? Chúng ta đứng đây nha. Ta đứng đây, coi cái vòi nước, một lát nó sẽ phun lên ha. Rất là đẹp. Rất là sang trọng nha cả nhà. Cũng khoảng 18 năm rồi Kim Phạm mới trở lại Complex de Jardin. Tại vì ở dưới phố này thì đậu xe nó cũng hơi khó đó. Rồi, một lát cái vòi nước nó sẽ phun lên. Màu tím đẹp quá không? Giờ mình zoom lại một tí xíu nữa nha.
lá nó sẽ phun lên rất là cao. Cái lối kiến trúc ở thành phố Montreal và những cái shopping mall này rất sang. Ánh sáng và những cái đèn được của họ rất là hài hòa. Tại vì cái lối mà kiến trúc của các shopping mall ở Canada cũng như bên Mỹ đó, nó mà có cái nét đặc biệt, nó không giống như những cái shopping mall ở các nước châu Á. Rất sang và rất trang nhã, nhưng mà cũng không kém phần gọi là hoành tráng nha cả nhà. Giờ này thì đã hơn 11 giờ rưỡi rồi, trưa. Thì bây giờ mọi người cũng đã đi shopping và đi ăn đi uống ở trong đây. Cũng hơi bắt đầu khá đông người nha. Kim Phạm nghĩ có thể là ở cái trong cái Complex de Jardin này chắc 12 giờ họ mới mở cửa. Chúng ta đi qua đây ha. Vào một cái góc khác để xem nó có phun nước lên không. Đó. Wow. Oh man. Rất đẹp ha, màu tím luôn. Rồi. Chúng ta đi qua một cái chỗ khác. Bây giờ có một số các cái magazine cho tiếng Pháp, tức là các cửa hàng đã mở cửa rồi. Đây có Marie Claire, đồ thì cũng cho giới trung niên chút xíu, thì trẻ trẻ thì họ cũng không thích lắm. Đây là có Suri Mini, đồ cho trẻ em nha. Đây là nó có những cái bảng nó chỉ những cái gì đó. McDonald's cũng có luôn. Đây. À, bên đây nó có một cái chữ khác. Tại vì thành phố đặc thù tiếng Pháp, thành ra tất cả đều bằng tiếng Pháp nha quý vị. Đây họ để chữ tour, no. Tour tức là bên tiếng Anh, bên Mỹ người ta dùng chữ tower đó. Còn no tức là tiếng hướng Bắc, tiếng Mỹ mà gọi là north đó. Đó. Chúng ta đi vào. Đây nó rất rộng nha. Quý vị thấy là gặp luôn, gặp là Mỹ đây nó bự dễ sợ luôn. Ở đây có Centipa chuyên môn về gà, và đây có McDonald's. À. Đây là bán về sô-cô-la với lại những cái đồ về sữa, krem. À, cà phê de bô này ngon lắm nha. À, họ có để nè. Cà phê de Bo de Vue 1994 từ năm 1994. Đây là không hiểu một cái chắc còn một cái cửa hàng magazine bán về đồ phụ nữ. À, cái La Vie en Rose này là tức là về đồ nội y của phụ nữ đó, chùm luôn nha, khắp cất tất cả các thành phố của tỉnh Tân Quebec và hình như ở Canada nó đều có La Vie en Rose. Đó, người mẫu mà chưa có mở cửa ha. Đó, La Vie en Rose đó nha, đồ lót của phụ nữ, nội y, đồ ngủ. Đây có một cái thương hiệu cũng của Mỹ là San Francisco chưa mở cửa. Đây có La Cage, nó để là Brasserie Sportive, nó cũng như một cái quán bia mà nó có TV rồi các cái sự kiện thể thao rồi ha. Đây có một cái cầu thang để đi bộ. Kiến trúc rất đẹp ha. Complex de Jardin. Đây có một cái cửa hàng của đồ đàn ông, nó gọi là Caleçon Gougou. Đó, đồ của nam. Đây có cái máy cho chúng ta đi, nếu mà thiếu tiền thì rút tiền nha. Tại vì cái tòa tháp đôi này là của Caleçon de Jardin. Rất đẹp ha.
bên đây là có cửa hàng bán đồ phụ nữ Claire France, rất lớn nha cả nhà, không thể nào đi hết được, tại vì những tầng trên thì giờ này họ còn đóng cửa. Ăn cũng tài tử lắm nha, giờ này mà còn ngủ chưa có ra mở cửa nữa. Đây là Saint Jean Jardier là về nữ trang nha, đó một sò một gì đó, rồi vòng đeo tay, dây chuyền, gà rá, nhẫn, bên kia còn nhiều lắm nhưng mà chưa mở cửa. Cái này là có cái chữ Y là cái information, là để chúng ta muốn tìm cái gì chúng ta bấm vào đó nha. Chúng ta đi ra đây thì cũng còn nhiều cửa hàng lắm. À, để có chỗ để taxi, ai muốn đi taxi đó. Để có một cái restaurant Baton Rouge, giờ này họ cũng còn đóng cửa sáng lắm. À, một cái lối kiến trúc của họ độc đáo không? Có thể nói là gần 20 năm rồi Kim Phạm mới trở lại Complexe des Jardins, vì Complexe des Jardins tọa lạc trên con đường Boulevard René Lévesque, là một cái đại lộ nổi tiếng sang trọng của thành phố Montreal. Mà quý vị thấy là xuống đây mà kiếm cái một cái parking đậu xe để bỏ có thu phí nha, cũng không phải dễ kiếm đâu nha, nó đắt như là tôm tươi vậy đó. Đây là có một cái cửa hàng đồ phụ nữ Elisa, chưa có mở cửa nha. À, bây giờ nhiều lắm, bây giờ chúng ta đi xuống dưới nha, cùng quý vị, cùng Kim Phạm đi xuống dưới coi như thế nào. Mình đang đi cái thang thang cuốn, à nó mới phun nước lên á, wow, mấy trẻ em rất thích cái bồn phun nước này. Họ chưa có mở cửa, có thể mình đi quá sớm. Đây có Renault Play là cửa hàng bán sách nha, đủ các loại sách, sách học, sách tham khảo, sách bình luận, sách tìm hiểu, từ điển vân vân. Đây có Yves Rocher đến từ Pháp về mỹ phẩm. Đây có Hallmark là bán những cái đồ về đại khái như đồ lưu niệm vậy đó, cạc sinh nhật, cạc này cạc kia, thịt đám, chúc mừng đám cưới, sinh nhật tân gia, có em bé vân vân. Ở đây là SAQ, cửa hàng bán rượu của chính phủ tỉnh bang Quebec, chưa có mở cửa luôn. Để coi họ đã nhớ, à chủ nhật 12 giờ họ mới mở cửa, 12 giờ này còn quá sớm, ra họ chưa có mở cửa. Chúng ta đi tiếp ha, tất cả đều mở cửa 12 giờ. Đây là có cái hệ thống thang đi xuống, đi xuống và đi lên. Đó, một cái ngõ đi lên của họ nữa. Còn rất nhiều cửa hàng dưới đây. Ở đây có La Source chuyên môn bán về các đồ điện tử nha, laptop, TV, computer, iPad, iPhone, cái, nói chung là cái gì về điện tử nó bán đó. Đây có cái chợ IGA của Tây rất nổi tiếng nha. Đó, thang máy luôn, thang cuốn, thang máy, đủ thứ hết, thang bộ luôn. Thang bộ để chúng ta ai muốn đi bộ thì đi ha. Đây có một cái tiệm giày nè, Leona, nghe cái tên là biết chắc của Ý rồi. Chúng ta tiếp tục đi nha. Ở đây thì thấy là
rất sang trọng. Và họ để nhạc nhẹ luôn. Đây lại có một cái cửa hàng bán nội y của phụ nữ, tức là đồ lót của phụ nữ rất nổi tiếng đó. Các bạn thấy đồ đẹp kia không? Hiệu là Lilian đó. Đồ tắm nội y phụ nữ luôn, rất là đẹp ha. À, bây giờ là mọi người cũng đã đi vào hơi đông rồi nha. Thì thường thường mấy cái shopping mall ở Montreal, Quebec này đông nhất là cái khoảng từ sau bữa trưa. Nhưng mà thứ bảy với chủ nhật thì họ chỉ bán, có nhiều shopping bán từ 10 đến 5 giờ chiều, nhưng mà cái chỗ Complex de Jardin này thì họ chỉ bán từ 12 giờ trưa cho tới 5 giờ chiều là đóng cửa. Nước phun lên đó, đẹp quá ha. Trong đây là thang đi bộ và thang cuốn đi lên và thang cuốn đi xuống rất nhiều nha cả nhà. Họ phải thiết kế rất nhiều thang bộ và thang cuốn cũng như thang máy cho khách đi tham quan Elisa, đồ phụ nữ. À, qua đây coi còn nữa. Đây cả nhà thấy cái chữ không? Complex de Jardin. Không thể nào đi hết được, họ chưa mở cửa. Thì chúng ta đứng đây một tí xíu rồi Kim Phạm sẽ kết thúc cái video clip ở đây nha. Đây họ có làm một cái kiến ở đây để làm chi thì có cái rất cao rồi, nhưng mà họ vẫn làm thêm một cái kiến ở trên đây để cho trẻ em nó không có chồm lên đây, rất có thể nó bị lộn đồ té xuống rất nguy hiểm ha. Cái đó là vấn đề an toàn. Cảnh ở đây ha, rất là đẹp trên cái trần. Wow, đẹp quá không? Đây là cái sảnh lớn đây nha, chứ những tầng lầu trên thì chúng ta chưa lên. Để đến đây video clip cũng khá dài, Kim Phạm xin tạm dừng. Nếu quý vị yêu thích các video clip của Kim Phạm, xin vui lòng ghé thăm kênh Kim Phạm Canada trên YouTube và nhấn like, share, comment cũng như subscribe, đăng ký miễn phí nha cả nhà, để Kim Phạm Canada học hỏi và có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa để phục vụ quý vị tốt hơn và có hiệu quả hơn. Xin nhớ đăng ký ủng hộ Kim Phạm Canada Channel nha. Xin thân chào tạm biệt, chúc mọi người được vui vẻ, bình an hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin tạm biệt, bye bye.